xin chào tất cả các bạn mình là thùy uyên và hôm nay thì trong video này uyên sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách để có thể làm mịn da trong photoshop với camera raw filter chúng ta cùng bắt đầu nhé ở đây thì uyên có một cái stop như thế này thì trong video này uyên sẽ đính kèm cái stop vào phần mô tả video ở bên dưới các bạn có thể click vào trong cái đường link ở phần mô tả video để bạn có thể tải cái stock này về và làm theo cái video này của Uyên. Ở đây Uyên có một cái hình như thế này. Và Uyên cũng có một cái hình thứ hai là hình cô gái mà cái hình này Uyên đã sử dụng ở cái video hướng dẫn xử lý da trước đó rồi. Thì hôm nay Uyên lại sử dụng lại trong cái video ngày hôm nay bởi vì nó là một cái công cụ khác, một cái lệnh khác của Photoshop. Bây giờ hai Uyên sẽ bắt đầu với cái hình này. Thì đầu tiên để làm việc các bạn sẽ tạo một cái layer mới là một layer rỗng này trong cái layer này ha các bạn sẽ clean có nghĩa là mình sẽ xóa những cái phạm vi mà lỗi bự ở trên mặt ví dụ những cái mụn to to như thế này thì để xóa này ha các bạn sẽ sử dụng công cụ spot healing brush hoặc là healing brush đều được cả ở đây uyên sử dụng spot healing brush khi mà chúng ta sử dụng spot healing brush thì các bạn để ý ở trên thanh option của nó chúng ta sẽ click chọn vào sample on layer thì nó mới nhận những cái điểm ảnh còn ở đây do layer của chúng ta là layer rỗng, cho nên khi mà các bạn tô vào trong một layer rỗng này thì nó không có nhận được những cái điểm ảnh nó không hoạt động được. Các bạn click vào trong cái sample on layer ha, và lúc này chúng ta sẽ click vào trong những cái lỗi này để chúng ta xóa nó đi. Các bạn sẽ sử dụng một cái nét cọ nó hơi mềm một chút nha. Các bạn chú ý là khi mà mình thao tác này mình sử dụng một cái nét cọ nó vừa phải thôi, nó nhỏ vừa phải so với lại cái lỗi. Các bạn đừng có sử dụng cái nét cọ to quá, nó sẽ làm mất cái texture, mất cái hình của mình nha. Đây là cái nốt ruồi thì Uyên giữ lại này. Những cái nốt ruồi thì Uyên giữ lại nha, Uyên chỉ xử lý những cái mụn ở trên da thôi. Đó chúng ta sẽ xử lý sơ qua như vậy thì các bạn có thể thấy là những cái mụn to ở trên mặt này. Đó, nó đã mất rồi, nó không còn nữa. Thì đây là một cái lớp clean để cho các bạn xóa những cái mụn đó ở trên mặt đi. Và ở đây thì Uyên sẽ quay về layer background ha. Uyên nhấn phím Ctrl J để Uyên nhân bản nó lên thêm một cái lớp hình nữa. Thì lúc này chúng ta sẽ giữ được cái layer background của mình và chúng ta có một cái hình khác để chúng ta có thể làm việc trên nó được dễ hơn. Và tiếp theo nữa thì Uyên sẽ giữ phím Shift và Uyên click chọn cả hai layer layer background copy và layer clean. Sau đó là click phải chuột, chọn Convert to Smart Object. Uyên sẽ gom hai cái layer này lại thành một layer Smart Object. Bạn thấy à, chúng ta có một layer Smart Object ở đây. Lý do là Uyên sử dụng layer Smart Object thì lát Uyên sẽ giải thích cho các bạn hiểu. Và với cái layer Smart Object mà vừa mới tạo này, chúng ta sẽ vào trong menu Filter và các bạn click vào Camera Raw Filter. Ở đây các bạn để ý nha, trong cái tab Basic của Camera Raw Filter các bạn kéo xuống dưới chúng ta sẽ có một cái lệnh mới đó là một cái lệnh Texture, bạn thấy nè, có một cái thanh kéo Texture ở đây thì cái thanh Texture này Adobe mới cập nhật vào cho cả Camera Raw lẫn Lightroom vào khoảng tháng 5 vừa rồi, có nghĩa là cập nhật được cỡ một tháng rồi đó nếu mà các bạn xài một cái phiên bản Camera Raw mới và một phiên bản Lightroom mới thì chúng ta cũng sẽ có được cái lệnh Texture ở đây, có cái thanh Texture này còn nếu mà máy của các bạn mở ra và không thấy cái lệnh texture ở đây thì bạn nên nâng cấp phiên bản hiện tại của mình lên để chúng ta có được cái tính năng này chúng ta sử dụng được dễ hơn. Ở đây Uyên zoom cái mặt lên một chút xíu cho các bạn nhìn nha. Với cái texture này, bạn thấy khi mà Uyên tăng nó về bên phải, bạn có để ý là những cái nét ở trên da mình nó rõ hơn, những cái sớ da trên mặt này nó rõ hơn, nó sắc nét hơn, bạn thấy không? Và khi mà chúng ta giảm cái texture này về bên trái thì bạn thấy là cái da nó mịn hơn này đó da nó mịn hơn. Ví dụ như là bây giờ ở đây Uyên giảm xuống cỡ khoảng 70, trừ 70. Đó, bạn thấy à, trừ 70 này. Bạn có thể so sánh trước và sau. Đó, trước và sau. Hai cái da mặt khác nhau hoàn toàn ha. Phần này đã mịn lên rồi. Chúng ta chỉ có sử dụng một cái thanh texture thôi. Chúng ta kéo là đã có thể làm mịn da mặt lên được rồi. Đó, so sánh trước và sau hai bên này. Bên này before, bên này after, bạn thấy à, da nó khác nhau hoàn toàn. Và tiếp theo nữa thì khi mà chúng ta có cái phần này nó mờ đi, nó sẽ bị ảnh hưởng thêm ở một vài cái nét khác ở trong hình nữa. Do đó là các bạn nên chuyển qua cái tab thứ ba này, bạn chuyển qua cái tab detail thứ ba này ha. Và cái phần mà sharpen này các bạn kéo cái amount lên một chút xíu để cho nó tăng cái độ nét của hình lên. Thì bạn để ý là khi mà chúng ta tăng độ nét của hình lên những cái giống như là Mắt hoặc là lông mày này, nó sẽ sắc nét hơn. Bạn thấy nè, khi mình giảm đi này, cái mắt, bạn để ý là cái mắt nó không được sắc nét đâu. Mà khi mình tăng cái sharpen lên, bạn thấy à cái mắt nó sẽ sắc nét hơn một chút. Và những cái đường nét ở trên khuôn mặt nó cũng sắc hơn, nó không có bị mềm quá, không có bị mịn quá. Có nghĩa là ở đây chúng ta vừa xử lý cái texture này, giảm cái texture này đi, để cái da mặt của chúng ta nó mịn. Và chúng ta sử dụng cái sharpen này để chúng ta làm tăng độ nét của hình lên. Ở đây bạn có thể giữ phím an và chúng ta click vào cái phần masking này. Bạn kéo bạn có thể nhìn thấy ha, những cái chỗ phạm vi mà nó chịu ảnh hưởng của cái sharpen này. Thì hiện tại khi mà mình kéo bạn có thể thấy là chúng ta chỉ ép lên những cái vùng viền thôi, không sử dụng cho những cái vùng chính giữa của nó. Cũng ok, không vấn đề gì cả. Thì lúc này bạn thấy là chúng ta chỉ ép lên những cái vùng viền của khuôn mặt thôi, sau đó thì chúng ta ok. Bạn thấy ở đây ha. Hồi nãy do mình convert to smart object cho nên là bây giờ khi mà mình ép cái camera raw vào nó sẽ hiện ra cho chúng ta ở một cái là smart filter. Và ở đây các bạn có này, camera raw filter. Thì cái trường hợp là nếu mà chúng ta coi cái phần phạm vi này và các bạn cảm thấy là mình không ưng ý mà mình muốn cân chỉnh lại một chút xíu nữa hoặc mình muốn cân chỉnh thêm hay chỉnh sửa bất kỳ một cái gì đó, bạn chỉ việc double click vào trong cái camera raw filter ở đây. Và nó sẽ mở cái bảng này lên và các bạn có thể tiếp tục hiệu chỉnh tất cả những gì mà hồi nãy giờ các bạn hiệu chỉnh với nó. Có thể chỉnh sửa lại nó được. Còn nếu mà chúng ta không có Convert to Smart Object mà các bạn để một cái layer bitmap bình thường, thì khi mà chúng ta áp cái lệnh Camera Raw Filter vào, nó sẽ áp trực tiếp lên hình của mình và nếu mà có bất kỳ một cái size shot nào, các bạn không thể nào cân chỉnh lại được nữa bởi vì nó đã áp trực tiếp lên trên hình rồi. Và ở đây nếu mà trường hợp bạn thấy tuyên tắt đi tắt mở cái layer này bạn có thể so sánh trước và sau. Đó. Nếu mà ví dụ như các bạn cảm thấy là cái phần con mắt này bạn muốn cho nó rõ hơn, muốn nó sáng hơn nữa không chịu ảnh hưởng bởi cái filter này thì bạn có thể là add cho nó một cái layer mask và chúng ta tô màu đen vào cho vẫn phạm vi cái mắt này. Thì chúng ta sẽ lấy lại những cái hiệu chỉnh của cái con mắt này và nó không chịu ảnh hưởng bởi cái camera raw filter. Bạn thấy ha, đó. So sánh trước và sau. Thì lúc này cái da mặt của chúng ta nó đã được xử lý nhanh hơn rồi và được xử lý mịn hơn một chút xíu. Cái này thì tùy theo cái nhu cầu của bạn như thế nào, bạn sẽ cân chỉnh những cái thông số đó sau đó cho nó phù hợp. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua một cái trường hợp thứ hai ở đây. Với trường hợp này, mình sẽ nhân bản cái layer này lên làm hai lần. Tạm thời mình tắt layer một copy đi, mình sử dụng một cái layer một này thôi ha. Với layer này, mình cũng click phải chuột. Convert to Smart Object Rồi Filter Camera Raw Filter Với layer này thì các bạn để ý là Uyên sẽ sử dụng cái texture cho cái da mặt Uyên kéo giảm cái texture đi nè Thì các bạn thấy là khi mà Uyên giảm cái texture đi cái da mặt của mình nó có mịn hơn tuy nhiên là nó cũng sẽ hơi bị nhòe. Bạn thấy ha? Nó hơi bị nhòe so với lại cái contrast cái độ tương phản của nó không được cao. Thì lúc này Uyên có thể cân chỉnh thêm một chút ở cái dehaze. Thấy Uyên cân chỉnh thêm một chút ở cái dehaze này cho nó có độ tương phản lại một chút. Và bạn có thể so sánh trước và sau. Cái phần ở trên chén này thì các bạn có thể là sử dụng healing brush mình tô thêm vào. Bởi vì những cái mụn này nó to quá, chúng ta xử lý bằng cái texture này, nó cũng không thể nào mà nó mịn hết hoàn toàn. Những cái ở trên da, trên trên chén này được, nó sẽ còn những cái lỗ nhỏ nhỏ như vậy. Thì các bạn sẽ xử lý sau trong Photoshop cũng được, không vấn đề gì cả. Thì bạn để ý là khi mà Uyên kéo cái dehaze này, Uyên tăng giảm cái contrast, giảm những cái độ mà đục đục ở trên hình đi, thì hình của chúng ta nhìn có vẻ như là nó hơi bị vàng, hơi bị vàng ha thì lúc này Uyên có thể cân chỉnh một chút xíu trong cái white balance cân chỉnh color một chút nha màu vàng đó cho cái mặt nó trắng hơn một chút xíu thì lúc này bạn để ý ha là chúng ta có được về cái da rồi Uyên ok này thì lúc này Uyên chỉ muốn ép cái lệnh này lên trên cái da mặt thôi Uyên không muốn ép lên những cái phạm vi khác Thì Uyên sẽ giữ phím an và Uyên click Add Layer Mask Thì bạn để ý là khi mà mình giữ phím an và mình click vào Add Layer Mask Nó sẽ tạo cho chúng ta một cái mask màu đen là nó che hết tất cả đi như thế này và các bạn muốn lấy lại cái phần da thì chúng ta sẽ dùng brush màu trắng chúng ta tô vào trong cái phần layer mask này. Bạn thấy khi Uyên tô cái màu trắng vào nó sẽ lấy lại cái phạm vi da mặt cho mình. Đó, ví dụ như vậy thì hiện tại ở đây cái những cái chỗ nhỏ như thế này bạn vẫn có thể là mình tạo một layer mới này sau đó mình dùng spot healing brush hoặc là healing brush mình xử lý tiếp những cái nhỏ nhỏ ở đây đó tạm thời chúng ta có một cái hình như thế này trước đi ha rồi bây giờ Uyên sẽ làm việc tiếp với lại cái layer 1 copy hồi nãy ở đây Uyên mở nó lên này. Cũng click phải chuột ha, convert to smart object. Và lúc này thì Uyên sẽ vào trong camera raw filter và Uyên tăng cái texture lên. Thì mục đích của Uyên khi mà Uyên sử dụng cái layer này là Uyên muốn làm việc cho cái tóc và để ý ha. Những cái sợi tóc của mình này, khi mà Uyên tăng cái texture lên. Bạn thấy em cái tóc của mình nó cũng sắc nét hơn. Khi Uyên giảm đi này, tóc nó rất là mềm và khi uyên tăng cái texture lên bạn thấy à, cái phần tóc nó sắc nét hơn, da mặt thì rất là ghê rồi ở đây mình sẽ tăng cái phần tóc lên thôi rồi contrast uyên cân chỉnh một chút xíu có thể là cân chỉnh clarity Đó, cho nó tăng cái tóc này lên một chút xíu bạn có thể thấy à cái phần texture nó giúp cho mình lấy lại nét hoặc là mình làm mềm những cái phần phạm vi đó rồi Uyên cũng OK này. Và ở đây thì Uyên đặt tên cho cái layer này là tóc. Đó. Thì với cái layer tóc này, Uyên cũng giữ Underlay, click, add một cái layer mask. Và Uyên dùng brush màu trắng, mình tô vào trong cái phạm vi tóc này. Và các bạn có thể thấy ha, nó sẽ lấy lại những cái đường nét của những cái tóc khá là tốt. Và nếu mà bạn cần nữa thì bạn sẽ zoom cái con mắt này lên và chúng ta tô luôn vào cái phần phạm vi lông mày này. Đó, bạn tô vào cái con mắt thì mắt nó sẽ rõ nét hơn ha. Các bạn thấy không? Cái mắt nó rất là rõ và cái da mặt thì nó được mịn hơn. Qua cái video này Uyên chỉ giới thiệu cho các bạn về cái công dụng của một cái lệnh mới trong Camera Raw đó là Texture. Thì với cái Texture này bạn có thể làm mịn da hoặc là bạn tăng những cái độ nét của những cái sợi tóc lên. Theo như Uyên thấy thì cái Texture này nó làm việc trên da mặt khá là tốt. Nó sẽ giúp cho bạn làm được những cái da nó mịn nó đều hơn là khi mà chúng ta sử dụng Clarity hoặc là Dehaze để làm. Uyên hy vọng rằng cái video này sẽ có ích cho công việc của các bạn nhiều hơn. Và nếu bạn thích video của Uyên thì vui lòng giúp Uyên chia sẻ đến bạn bè của bạn nhé. Cũng đừng quên subscribe kênh youtube của Uyên để có thể nhận video mới một cách nhanh nhất. Khi subscribe thì bạn sẽ click luôn vào cái chuông ở kế bên nút subscribe để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Cứ như vậy thì bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào cả. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.